Các bạn thấy rằng là trận thi đấu này, trận thi đấu thứ 3 bạn là thì bây giờ bên phía của Thanh Hóa 1 quân đang tươi hơn. Có BB, có Summer và có Kata, bên phía đối bạn là Rome, Pan và Po. Tươi hơn cho bên phía của Thanh Hóa 1, tươi hơn là khá nhiều đây. Quân là dễ thi chuyển hơn. Chưa kể đó là những con voi Kata và những con bẹt Kata nữa. Rất khác bọn cái điểm này. Bion trong cánh. Còn đây, game thủ Bắc Kiều Phong đang va chạm với thủ M1 là khá là sớm. Chúng ta sẽ xem cánh này. Đây là Sokyu này. Sokyu ở đây. Đây là Huy Béo ở đây, Huy Béo cầm Kata. Rồi, xem Kiều Phong cầm Summer. Trận thi đấu thứ 3, trận thi đấu bản lề trong cái kèo thi đấu này. Và chúng ta cùng sẽ xem là tem nào sẽ vươn lên dẫn trước đây. Và nhân đây chúng tôi xin được cảm ơn đến các nhà tài trợ giải đấu, đó là nhà tài trợ Kim Cương M88 với website chính thức đó là m88sb.com, nhà tài trợ vàng Paleona.win, Sun Sakura, F88, Autolượn.vn, nhà tài trợ đồng hành của giải đấu đó là Arala Group. Arana Group, Newman Việt Nam, Hải Anh Computer, FPT Telecom và Pegasus Club. Sẽ đánh cho bên phía của Thanh Hóa 1 vì các anh vẫn đang thi đấu một cách khá là nhàn hạ trước cuộc gặp, rất dễ đánh thôi. Summer, Kata và Babylon
rất tươi, rất tuyển. Đặc biệt là bây giờ nhà Katha đang khá là to, tam này Katha 1.3 rồi cơ. Một cái bài Katha 1.3 ra đầu ruộng mà trả đồng voi và bẻ luyện thì tương đối oải phần phía của Tier Club. Thank you.
Thank you.